Bây giờ thì một cái chức vụ khác cũng đáng nói tới đó là chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove. Theo tôi biết hiện nay thì luật sư Nguyễn Quốc Lân hiện nay là thành viên của School Board, tức là hội đồng giáo dục thành phố, hội đồng giáo dục của Garden Grove đã tuyên bố ra. Và ngoài ra bà Thu Hà, Dietra Thu Hà Nguyễn cũng là một cựu nghị viên của thành phố Garden Grove cũng tuyên bố ra. Được biết cũng có sẽ có một vài người gốc Việt khác cũng có thể. Thì anh Phúc thấy sao? À, thì anh tranh cử Mỹ rồi, ai cũng có quyền ra hết Dạ đúng nhá, vậy. tại vì là người ta đủ một tiêu chuẩn trên 18 tuổi hay trên 30 mấy tuổi, tôi không có nghiên cứu này, tôi không biết cái dưới này lắm, thì họ có quyền ra. Thì quan trọng cái người cuối cùng là người bầu, Đúng cái rồi. người dân chúng nó bầu. Thì cái anh nào giỏi thì đương nhiên chắc chắn là phải có những sự liên hệ, chắc chắn phải sự gọi là mà dùng chữ phe đảng thì nó đúng hơn, tức là phải có đảng phe này phe kia. Nhưng mà cái đó là một cho mình thấy cái sự tôi không bao giờ tôi lo lắng cái chuyện mà nhiều người Việt Nam ra là lo lắng sẽ người này là tôi là càng thích nữa. Câu hỏi Mà đây, kể cả xin xin nói rõ, câu hỏi đây không phải là người nào có quyền ra, quyền là đương nhiên, và cũng không phải là cái sự lo lắng mà nhiều người ít người Việt Nam. Tôi muốn hỏi câu nó mang tính cụ thể và sâu hơn, đó là giữa hai ứng cử viên đó, sofa là có hai ứng cử viên đó, thì cái sự phân tích của anh cho thấy rằng là ứng cử viên nào có cái khả năng, có cái tiềm năng nhiều hơn trong cái vai trò thị trưởng được đắc cử. Ông Nguyễn Quốc Lân là thứ nhất, là một người thuộc về Đảng Cộng hòa. Mặc dù cũng bị một số người khác nói là Rhino trong cái vụ mà gọi là Tổng thống Trump đó, nhưng mà cũng là thuộc Đảng Cộng hòa và sinh hoạt chung với lại nhóm của ekip của luật sư Trần Thái Văn. Và ngược lại thì bà Thu Hà thì là thuộc về Đảng Dân chủ, hiện nay không còn nắm giữ chức vụ nào cả. Thì theo ý kiến anh thấy tôi thì mèo nào sẽ cắn miểu nào trong vụ tôi này? nghĩ để cái đó thì hỏi anh Phát Bùi thì anh rành hơn tôi. Garden Grove thì anh đã từng nghị viên của Garden Grove rồi, nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ nếu mà Thu Hà có kinh nghiệm và có thể là có hơi cơ hội thắng nhiều hơn là anh Nguyễn Quốc Lăng, theo tôi là như vậy, theo tôi là như vậy. Còn còn đấu với người Tại Mỹ sao nữa, anh có thể nói như vậy, trong khi một người là Đảng Dân chủ vốn là không có, nếu mà gọi là trông đợi vào cái lá phiếu của người gốc Việt vốn rất là nhiều ở thành phố Garden Grove, thì thường thường có xu hướng bầu cho Đảng Cộng hòa. Và thứ hai nữa thì ông Nguyễn Quốc Lân thì đang là đương nhiệm của hội đồng giáo dục thì thành đương phố nhiệm Garden Grove, khác nhưng mà đương nhiệm vấn đề học khu board Garden Grove, education giáo dục khác, còn qua bên diện mà gọi là governance nữa, chuyện mà thị trưởng câu chuyện thì nó lý hoàn do toàn gì khác. anh có thể nói một cách cụ thể hơn không, Theo tôi nghĩ là hay là cô tôi ấy là một người phụ nữ? không 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 tôi không liên quan tới phụ nữ là Thế nhưng mà thì cổ đã từng người nghị viên, cái thứ hai là cổ có cái cổ như là có cái hệ thống rồi, anh hiểu không, cổ có cái ban vận động, cổ là từng là nghị viên rồi, cổ là đảng dân chủ ở dân chủ với cộng hòa, dân chủ ở Galingo cũng là không ít đâu ban nha. vận động của ông Cổ Nguyễn Quốc Lân là ban vận động của chung nhóm của ông Trần Thái Văn mà không đủ nhưng mạnh mà sao? nhiều khi là không được tụi trẻ ủng hộ nhiều, nhiều khi cô Thu Hà lại được là những người trẻ ủng hộ nhé, những người ông trẻ mà ở đây ở Galango rất nhiều sắc dân khác nữa chứ không Đó phải Việt là Nam không nhé. Đấy. Phân tích của anh Phúc. Và bây giờ nghe ông Tôi nghĩ cô Thu Hà có cơ hội thắng nhiều hơn ông Phát Bùi là một người gọi anh là Nguyễn Quốc Lâm. gốc rễ nằm ở trong cái thành phố Garden Grove bao lâu nay, với cái vai trò nghị viên thì chắc có lẽ anh sẽ rõ hơn nhiều con số, thí dụ như là ứng cử viên cử tri gốc gốc sắc dân gì, cũng như là cử tri ở độ tuổi nào, vân vân, cho cái chức thị trưởng. Vâng, ở thành phố Garden Grove, toàn thành phố thì cái số cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta nó tương đối nó khiêm nhường hơn, khoảng ba mấy phần trăm thôi. 30 mấy phần trăm. Phần còn lại đó là người Mỹ trắng cũng khoảng ba mươi mấy 40% và người Mỹ. Nhưng mà người Mỹ thì họ có khuynh hướng họ ít đi bầu, Đại Hàn nó có đại Hàn nhiều không? đại Hàn chỉ có 1%, dưới 1%. Really? Đại Đại Hàn Hàn, người Đại ủng Hàn hộ á, tôi rất nãy nhiều, giờ anh Phúc nói nhắc đến người Đại nhiều, Hàn có lẽ là ủng tại vì hộ. anh Phúc nhìn thấy có nhiều cái nhà hàng Đại Hàng ở đó, nhưng mà họ thì không ở đó, Họ không ở họ đó làm ăn ở đó thôi, nhưng nhưng mà mà họ họ ở ở nơi những vùng khác. khác, họ ở Bunapark, họ Gần nhất là ở Buôn Ma Thuột Thuột, thì nhiều nhất á, hoặc là khu phố Đại Hàng ở Fullerton, trên trên Los tôi hoàn Angeles. toàn đồng ý chuyện đó. Thì cử tri của người Đại Hàn đó họ ủng hộ tôi mạnh lắm, nhưng mà rất tiếc là Tỷ lệ rất nhỏ. tỷ lệ họ rất nhỏ, thành ra họ không có giúp được tôi nhiều như là mình trông đợi. Nhưng mà giờ trở lại vấn đề chính. Sắc dân là như vậy, còn tuổi trẻ tuổi 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 tác thì sao? Tuổi tác thì Người trẻ nhiều hơn hay là người trung niên nhiều hơn hay là người nó già cũng nhiều hơn? half and half này, 50-50. Còn về đảng phái thì sao ạ? Đảng phái thì cũng vậy, Cộng hòa đông hơn là dân chủ một chút,
nhỉnh chút, nhỉnh mặc hơn. Dù là cái dĩ nhiên cái vai trò thị trưởng của thành phố Garden Grove thì nó không liên quan đến đảng phái, đảng đảng phái, và trên cái lá phiếu không có đệ là mình thuộc đảng nào, nhưng mà ai cũng biết ai thuộc đảng nào hết. Thì bây giờ vấn đề trở lại với đây, giữa bà Thu Hà và ông Nguyễn Quốc Lân thì tôi nghĩ bà Thu Hà có lợi thế hơn nhiều ở cái mức là bà có cái tên tuổi ở trong thành phố Garden Grove, bà đã từng là nghị viên thành phố Garden Grove. Mặc dù là bà ra tranh cử ở trong một trong sáu địa hạt, nhưng mà chưa bao giờ bà ra tranh cử ở toàn thành phố. Nhưng mà ông Nguyễn Quốc Lân trong thời gian gần đây cũng vậy, chỉ là một cái địa hạt trong thành phố, trong cái học khu Garden Grove mà thôi. Nó cũng có 5-6 cái học khu lận, thành thử ra cũng không ăn thua gì. Nhưng mà bà Thu Hà đó, bà lợi thế hơn ông Lân một điểm, và ông Lân có lợi thế hơn bà Thu Hà một điểm. Cái lợi thế của bà Thu Hà đó là bà đã từng ra tranh cử State Assembly 2 lần. Năm 2020 và năm 2020. Đó là lợi thế hay là bất lợi? Tại vì nó, ra nó, mà thất bại. Không phải, nó là lợi thế bởi vì cái tên tuổi của mình nó vẫn còn. Bà có bao thất bại mà không phải thất bại một cách mà thảm bại, mà thất bại thua một chút thôi. Cho nên là có bà đối thủ với những cái người mà đối thủ nặng ký như bà đối đầu với bà Trần Ánh Nguyễn thì bà thua một chút thì cái chuyện đó cũng không có là vấn đề gì cả. Mặc dù bà thua hai lần liên tiếp. Thành thử ra cái tên tuổi của bà mỗi lần bà ra tranh cử, nhất là cái lần năm 2020 đó, bà đã xài đến gần cả, không phải cá nhân bà không, mà cái quỹ tranh cử PAC mà đứng ra ủng hộ bà đó đã xài đến 2 triệu đô la gửi, không biết bao nhiêu flyer đến nhà cử tri. Thành ra cái name ID của bà tương đối là nó rất là chặt ở trong thành phố Garden Grove. Ông Nguyễn Quốc Lân không có được cái lợi thế đó. Tuy nhiên ông Nguyễn Quốc Lân có được cái lợi thế gì? Là cái machine đi lấy phiếu mà của bên cái nhóm của ông Trần Lê Văn đó, dưới cái kinh nghiệm của ông Bùi Mạnh Cường, cứ bao nhiêu 2 năm qua mỗi lần tranh cử là họ biết rất rõ các cử tri. Thành thử ra ông Lân có được cái chút lợi thế đó thôi. Nhưng mà giữa hai cái lợi thế đó thì tôi nghĩ là cái name ID nó vẫn quan trọng hơn. Em cũng nghĩ về Trần Thứ Hà nhiều hơn. Vậy nào thôi. Tuy nhiên mà thưa anh chị so sánh như vậy không có được. Tại vì chúng ta biết chắc chắn là vào năm 2024 sẽ có rất nhiều người ra tranh cử. Thậm chí có thể toàn bộ các nghị viên và cựu nghị viên của thành phố Garden Grove sẽ ra tranh cử chức thị trưởng. Địa hạt số 1 chúng ta thấy có ông nghị viên George Bradingham đã chắc chắn 100% là ông sẽ ra tranh cử. Ông đã nói rất nhiều lần như vậy trong những cái nhóm thân hữu. Địa hạt số 2 là ông John O'Neill, người Mỹ da trắng, cũng đã tuyên bố sẽ ra tranh cử. Địa hạt số 3 là có bà cựu nghị viên Thu Hà. Địa hạt số 4 là tôi sẽ có khuynh hướng ra tranh cử thị trưởng. Địa hạt số 5 là bà Stephanie Klopfenstein, một nghị viên người Mỹ mà cũng là người có tên tuổi, một tên tuổi lớn ở trong cái Garden Grove Neighborhood Association, cũng đã tuyên bố ra tranh cử. Còn có một người duy nhất nữa mà chưa tuyên bố và nói là sẽ không ra, đó là bà Kim Nguyễn, là địa hạt số 6. Chúng ta thấy thành phố Garden Grove có 6 địa hạt, 5 người có tên tuổi đã ra tranh cử rồi. Thành thử ra nó rất là phức tạp chứ nó không có còn đơn giản như chúng ta so sánh giữa bà Thu Hà và ông Nguyễn Quốc Lân. Và cũng có thể có cái xác suất là giờ phút chót bà Kim Nguyễn sẽ quay ra tranh cử chức thị trưởng, coi như là 6 nghị viên và cựu nghị viên đều ra tranh cử cái ghế thị trưởng. Lý do nào bà Kim Nguyễn có thể ra? Là hiện giờ bà tuyên bố bà sẽ dự định ra tranh cử quốc hội đối đầu với bà Michelle Steele. Michelle Steele. Thì nếu mà chỉ bên Dân Chủ chỉ có một mình bà Kim Nguyễn thì bà sẽ chắc chắn sẽ thắng chức sơ bộ, và bà Michelle cũng sẽ thắng cái bầu cử sơ bộ. Thì hai người sẽ đối đầu nhau ở tháng 11 thì bà Kim Nguyễn sẽ không ra tranh cử thị trưởng. Nếu mà có một người nghị viên nào khác ở bên Santa Ana ra tranh cử trước quốc hội và bà thắng bà Kim Nguyễn, tại vì đảng Dân Chủ chỉ có một kế thôi và bà Kim không thắng, là một đại diện thôi, thì lúc đó bà Kim Nguyễn không còn đường nào đi nữa hết. Tất cả những vai trò quan trọng là đã xong hết rồi, trong cái sơ bộ tranh nhau hết rồi. Thành ra bà chỉ còn có một cái ghế duy nhất nếu bà muốn còn ở trong chính trường là cái ghế thị trưởng thành phố Garden Grove. Thì lúc đó dù cho bà Thu Hà có là bạn thân của bà Kim Nguyễn thì bà cũng phải bảo vệ quyền lợi của bà, thì bà cũng sẽ quay đầu lại bắt ra tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Thì lúc chúng ta thấy có 6 nghị viên hoặc và cựu nghị viên thành phố Garden Grove đều là những người có tên tuổi, có trọng lượng, cộng thêm ông Nguyễn Quốc Lân, và không chừng nhiều khi bà Đina Nguyễn cũng sẽ tuyên bố ra tranh cử. Joseph Đỗ Vinh nữa. Đó. Thì nó sẽ khó đoán được ai thắng lắm, bởi vì khi mà nó lộn xà mèo lên như vậy đó thì người nào 6-7 candidate, 6-7 người lận. Mà trong đó có 6 người nặng ký thì người nào hên người đó thắng. Người nào hên người đó thắng.
Đúng ông vậy. Có buộc miệng nói ra một cái câu gọi là hơi lạ lùng trong cái việc mà tranh cử. Khi mà nó có quá nhiều những con gà mà nặng ký như vậy, mà con gà nào nó cũng tương đương với nhau, thì khó có thể chúng ta đoán được ai là cái con gà sẽ... Anh Phát anh nói vậy nhưng mà cũng phải do to work mà anh, get to work. Tức là phải làm việc thôi. Phải làm anh việc. Anh phải vận động, anh phải đi từng cử tri, rồi anh phải có những cái chiến thuật, rồi anh phải đủ chuyện hết. Chứ thì không phải cái người mà thắng... Anh chỉ có 2-3% trong đó thôi. Cái người thắng đó sẽ phải là cái người làm việc rất nỗ lực. Đúng nhưng rồi. Mà làm việc nỗ lực không đủ. Như tôi nói, có thời, có thế, và không, vì đó cũng... nó có yếu tố hên. Thì bây giờ đó, cái người mà thắng sẽ là gì? Phải là cái người chịu khó đi bộ, tiếp xúc với cử tri. Bao nhiêu phiếu để có thể... bao nhiêu phiếu ở trong cái vai trò thị trưởng? Thông thường thì thành phố thông thường thành phố Garden Grove có khoảng chừng 60-70 ngàn phiếu. Là phiếu, không phải là ai người ta cũng đi bầu hết đó. Thành thử ra thông thường theo những cuộc bầu cử mà không có sôi nổi đó, thì anh có khoảng chừng 10 mà có khoảng chừng 4 ứng cử viên đó, thì có khoảng chừng 16-17 ngàn phiếu là anh thắng. Kỳ này thì chắc là sôi nổi, tại vì nó cùng với lại kỳ này sẽ sôi nổi. Thì bầu cử tổng thống với quá đông các nghị viên ở mỗi địa hạt, mỗi người từng là một con cọp trong cái địa hạt của mình, thì cái số mà lá phiếu cử tri để mà có thể là thắng được cái thị trường thì tôi nghĩ là có lẽ khoảng chừng 14-15 ngàn chứ không nhiều, bởi vì ai cũng sẽ chia phiếu nhau hết. Nó không như những cái năm trước mà có 17-18 ngàn phiếu thì thắng. Nhưng mà kỳ này tôi nghĩ là cử tri người ta sẽ bỏ phiếu đông, là bởi vì đây là cái mùa bầu cử tổng thống. Thứ hai là bây giờ rất dễ đi bầu, người ta không cần phải bỏ tem nữa, người ta ngồi nhà tem đã có sẵn rồi, chỉ bỏ vào phong bì, bỏ vào trong cái thùng thư là lá phiếu của mình nó sẽ được đếm. Thành ra bỏ sẽ có đông cử tri đi bầu hơn.